Ok và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình là Thế Gì Đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Kaiju Run nha anh em. Và nếu anh em nào thích video này hãy lại cho mình một like nha, một comment và một chia sẻ. Nó sẽ là cái động lực rất là lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa nhé. Bắt đầu thế nào, let's go, thì mình sẽ chọn con này đi. Con này mình dựa mình chơi để tiến hóa để có thể thành con rùa ấy nhá. Và chúng ta sẽ tiến hóa từ con rùa nhỏ nhỏ ở đây thành con rùa khổng lồ. Nhưng đầu tiên là sẽ tiến hóa Goku chúng ta đã đi cân đổ vân đã. Mình cứ tưởng là sẽ có update mới mà chúng ta vẫn chưa thấy có update mới ta. Ấy né ngay bạn ơi. Oh my god, đây rồi. Super Saiyan các bạn, Goku. Amazing. Finish it. Nice. Ấy. Bày tít tắp mùa ơi rồi. Merger Plan. Ok, nghe mà nhiều hay ra. Merger Plan để chống lại lũ zombie này. Wow. Hay phết ta nhờ. Tiếp theo mình sẽ cài và mình sẽ thử xem như nào. Merger Plan Island Defender. Ok, chúng ta sẽ quay trở lại với game nhé. Kaiju Run. Ok. Merger Plan Island Defense Goku phiên bản Super Saiyan cấp 3. Nhưng mà tôi vẫn chưa được sử dụng con rùa. Không, chưa sử dụng con rùa rồi. Nó tùy theo từng màn anh em ạ. Hiện tại mình vẫn đang chơi ở trên trời là nhiều. Và mình cũng đang cầu mong là có update mới về chúng ta. Nhưng mà mãi vẫn chưa có update mới anh em ơi. Đợi thôi, phải đợi thôi. Ui, to đấy, chiến thôi bạn. Chiến Mothra bay màu bạn ơi. Úi xồi, bay tận đấy thì chịu rồi. Tiny Battle. Ôi trời, mình quên bật tiếng rồi. Ảo thật, thật sự là ảo vãi lều à. Chú có tắt được quảng cáo không nhỉ? Đây rồi. Tưởng là không tắt được quảng cáo ta. Dị thật sự đấy. Chắc là mình phải tắt luôn cả cái website bên này đi nha. Cảm giác nó hơi bị lắc lắc á. Rồi, ok. Cho quay trở lại để lấy cái con đấy nào, con rùa nào. Con rùa nó cũng ở trong cái phim Godzilla anh em ơi. Ô đây ơi, rùa. Rùa con đang tiến hóa rồi. Ok. Rùa. Đây. Rùa khổng lồ này. Đây rồi. Ui, giật mày này. Đấy chính là con rùa chúng ta đấy anh em ạ. Rùa quái vật Bruta đấy thì. Ok, mình lại quên bật tiếng rồi. Ảo thật sự ấy. Ảo nhỉ. Game gì đây? Ô, game này hay đấy. Game này hay đấy anh em. Nhưng mà nó không giống với cái quảng cáo anh em. Ảo nhỉ. Có giống quảng cáo đâu. Grandmaster không có giống cái này đâu. Cái này là Impostor mà. Con rùa nó xoay một phát này. Mai rùa khổng lồ luôn. Ảo dã man. Tiếp theo chúng ta vẫn là được sử dụng cái con rùa anh em nhá. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục anh em à. Mình sẽ di chuyển tiếp nào anh em ơi. Rùa bé rùa đang di chuyển rất đẹp. Oh my god. Đây sang bên này đúng rồi. Sang bên này. Rùa ơi. Ở đây rồi. Ôi hai con rùa đánh nhau anh em ạ. Gamera, con tên là Gamera. Gamera. Ảo nhỉ. Ok. Rồi, chúng ta sẽ next level đi. Quay rùa luôn, đẹp thật sự luôn đấy. Tiếp theo chúng ta vẫn là con rùa đánh nhau với Godzilla kia rồi. Gamera đánh nhau với... Thôi phải thua rồi. Quả này sao mà lên được cấp 3 đây. Có khi là bị đánh chết đâu anh em.
Không, vẫn vẫn thắng được. Thật ra thì vẫn thắng được thôi. Nó sẽ hơi bị mất thời gian một tí nhỉ. Ok. Chúng ta sẽ next level tiếp đi. Chiến 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 chiến. Rồi tiếp tục anh em ơi, tiếp tục là đây là sẽ là con đấy đây. Cái cá mập Megalodon, ok. Megalodon. Nói chung là khá là dễ để tiến hóa Megalodon thôi anh em. À Megalodon rồi anh em. Đây là Megalodon rồi mà. Ok, và chúng ta sẽ ấn tiếp tục nha. Wow, chúng ta đã xong xong cái con Megalodon này rồi. Bây giờ mình sẽ làm thịt con rùa này ở đây nha. Ui trời ơi, rùa khổng lồ. Ui, tôi bị ăn một cái gì rồi anh em ạ. Tôi bị vừa ăn cái gì rồi, phải cái nồi gì rồi rồi. Nhưng không sao, không sao, không sao, không sao, không sao. King Kong đánh với tôi không được nhá. Xác định nè, King Kong đánh với mình là. Nhưng mà mình toàn bị mất cái tiếng thôi anh em. Khó chịu nhỉ. Mình toàn ấn tắt cái tiếng đi thôi. Ảo thật đấy. Rồi, bây giờ sẽ có tiếng game trở lại rồi đây. Rùa 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 rùa, Gamera. Lần này tôi chọn rùa nên 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 chơi rất nhiều rùa luôn. Có con gì tôi chưa chơi không nhỉ? Thật ra thì có Goku thôi. Ấy, to chưa? To chưa bạn ơi? Godzilla, Gamera và Godzilla. Nice. Bay màu luôn rồi. Ok, tiếp tục là quay rùa. Rất là đẹp. Rất là xịn sò con bò. Rồi, tiếp tục là Gamera. Hôm nay cho anh em chơi thỏa thích Gamera luôn. Ê, ấy, ấy. Hy vọng là tuần sau nó sẽ update cho chúng ta thêm một vài con mới nha. Tôi đang hy vọng là sẽ được update một vài con nó xịn sò. Ấy, nice. Phá phá tường. Ok. Nice game. Ây da. Xác định luôn. Yeah, quay rùa thật sự là đẹp. Nice. Good game, well play. Và bên Megalodons nào, tiến lên tiến lên tiến lên tiến lên, bơi 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 bơi. Ok, thì ăn phải cái thuốc độc nha anh em. Và Megalodon đánh nhau với Gamera finish it. Wow, brutality, nice, quá quá khỏe, quá hay luôn. Quá là hay ho luôn. Ok, rồi chúng ta sẽ chơi Goku phát cuối đây. Ây ây ây, cưỡi cân đầu vân đẹp đấy. Một phát sang đây, ăn thêm nào, ăn kiểu ADN tiến hóa ấy. Kluthu sẽ là con. What the hell? Sao tôi không tiến hóa thành ấy nhỉ? Kamehameha. Nên nó không tiến hóa thành cái con mà mình cần đó. Ok. Rồi ok, chúng ta sẽ next level đây anh em. Và rồi, chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào anh em nhé. Bye bye.